Lại nữa, này thiện hiện sắc giới quá khứ bất khả đắc, sắc giới vị lai hiện tại bất khả đắc, sắc giới trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có sắc giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, thanh hương vị xúc pháp giới quá khứ bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp giới vị lai hiện tại bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp giới trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì thanh hương vị xúc pháp giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có thanh hương vị xúc pháp giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, nhãn thức giới quá khứ bất khả đắc, nhãn thức giới vị lai hiện tại bất khả đắc, nhãn thức giới trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhãn thức giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có nhãn thức giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, nhĩ tĩ thiệt thân, ý thức giới quá khứ bất khả đắc, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới vị lai hiện tại bất khả đắc, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, nhãn xúc quá khứ bất khả đắc, nhãn xúc vị lai hiện tại bất khả đắc, nhãn xúc trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhãn xúc quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có nhãn xúc quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc quá khứ bất khả đắc, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc vị lai hiện tại bất khả đắc, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra quá khứ bất khả đắc, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vị lai hiện tại bất khả đắc, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra quá khứ bất khả đắc, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra vị lai hiện tại bất khả đắc, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, bố thí ba la mật đa quá khứ bất khả đắc, bố thí ba la mật đa vị lai hiện tại bất khả đắc, bố thí ba la mật đa trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, cũng là có bố thí ba la mật đa quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quá khứ bất khả đắc, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vị lai hiện tại bất khả đắc, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc.
Vì sao? Này thiện hiện, vì tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, cũng là có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, bốn niệm trụ quá khứ bất khả đắc, bốn niệm trụ vị lai hiện tại bất khả đắc, bốn niệm trụ trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, cũng là có bốn niệm trụ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo quá khứ bất khả đắc, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai hiện tại bất khả đắc, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, cũng là có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, như vậy cho đến 10 lực của Phật quá khứ bất khả đắc, 10 lực của Phật vị lai hiện tại bất khả đắc, 10 lực của Phật trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì 10 lực của Phật quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, cũng là có 10 lực của Phật quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, quá khứ bất khả đắc. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, vị lai hiện tại bất khả đắc. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, cũng là có bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, phàm phu quá khứ bất khả đắc, phàm phu vị lai hiện tại bất khả đắc, phàm phu trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì phàm phu quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, cũng là có phàm phu quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Vì ngã chúng sanh cho đến người biết người thấy đều là vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ bất khả đắc, thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai vị lai hiện tại bất khả đắc, thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Vì ngã chúng sanh cho đến người biết người thấy đều là vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ trong tánh ba đời bình đẳng này, siêng năng tu học trí nhất thiết tướng, không chấp trước nên mau được viên mãn. Này thiện hiện, đó gọi là đại thừa ba đời bình đẳng của đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào an trụ trong đại thừa như vậy, vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian, có thể mau chứng đắc trí nhất thiết tướng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, lành thay, Như Lai ứng chánh đẳng giác, khéo thuyết giảng pháp đại thừa của đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, đại thừa như vậy là tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu. Các đại Bồ Tát đời quá khứ học pháp này đã có khả năng chứng đắc trí nhất thiết tướng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Các đại Bồ Tát đời vị lai sẽ học pháp này, có khả năng chứng đắc trí nhất thiết tướng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình.
các đại Bồ Tát trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương ở hiện tại đang học pháp này, có khả năng chứng đắc trí nhất thiết tướng làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Vì thế, Đại Thừa là tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có thể làm chỗ nương tựa, tối thắng chân thật cho tất cả Đại Bồ Tát và làm cho Đại Bồ Tát có thể mau chứng đắc trí nhất thiết tướng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Phật bảo Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Thiện Hiện, các đại Bồ Tát đời quá khứ vị lai hiện tại đều nương vào Đại Thừa siêng năng tu học, mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm lợi ích an lạc cho các loại hữu tình. Vì thế, Đại Thừa là tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian